Ngọc Ánh, nhà tốt, xin giới thiệu tới quý vị dự án 2 căn nhà tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, giá chỉ 2 tỷ 650 triệu đồng, có hai hướng, hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam, thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ ra sao, giá rất là hợp lý, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trường Đại học Kiểm sát, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, mọi người đi làm ở cái cung đường Hà Đông, Lê Văn Lương hoặc là mọi người đi làm ở Thiên đường Bảo Sơn lối đi thẳng ra cũng rất là hợp lý đi lên Hoài Đức các mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì đường ngõ thực tế trước nhà đây 2m cách với đường ô tô đi lại, Ngọc Ánh đã chia sẻ. Ở đây thì chỉ có hai căn nhà này giá rẻ thôi, 2 tỷ 65, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu thiết kế và xây dựng thì là 5 tầng rất chi là hợp lý. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện xong hết chỉnh chu rồi, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, công năng sử dụng vô cùng hợp lý. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế ở đây cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa inox và bên trong là cửa đây, kính cường lực kéo mọi người nha. Đây, và với cái ngôi nhà này thì hoàn thiện như thế nào ạ? Chất lượng hoàn thiện rất là ok, vị trí hợp lý, giá thành ổn áp, với cái sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, thiết kế thì chuẩn chỉnh, với cái giá nhà bán 5 tầng cả nhà và đất 2 tỷ 650 triệu đồng thôi mọi người ạ. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, được chủ nhà thiết kế chỉnh chu, đầy đủ gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và đây là cái phần không gian phòng khách cũng khá là rộng. Trong cái ngõ này thì chỉ có 2 căn, nếu như 2 căn này về mà sau này mà có bán hết thì quý vị có thể làm một cái cổng riêng cho 2 căn nhà này cũng khá là hợp lý nha. Và đây là cái phần hướng nhà này thì là hướng Tây Bắc, còn căn bên kia nó chách chách một chút đây mọi người ạ, thì là còn một hướng Đông Nam. Với cái thiết kế thì giống hệt nhau, cho nên là anh quay vào review cho quý vị căn nhà này là quý vị có thể biết được căn nhà kia thiết kế ra sao nhá. Và đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà, được chủ nhà ốp PVC giả đá cho mình. Đây là kệ tivi đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Nhưng cái căn nhà này thì điện riêng biệt, nước riêng biệt và đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi, theo đúng như hiện trạng là có thể xách vali về và ở ngay. Với không gian này thì thiết kế tầng 1 phòng khách, đây là không gian phòng bếp. Đây, tủ bếp đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu cho quý vị. Xung quanh là ốp kính ốp bếp, với tủ bếp thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh và hai cái tông màu trắng và màu nâu chủ đạo. Mặt bếp thì là ốp đá granite đó. Thiết kế cái công năng sử dụng khá là hợp lý đúng không ạ? Đây, chậu rửa, vòi rửa chất liệu toàn bộ inox 304 cho quý vị, nước điện sẵn sàng để quý vị có thể dọn đồ về ở. Xung quanh dân cư đông đúc, ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đi lại thuận tiện. Ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Phần ngăn cách giữa cầu thang đây và cửa chính, thiết kế ở đây cho mình một cái vách đây, CNC rất là đẹp, gỗ mọi người ạ, hợp lý đúng không ạ? Đây, kệ trang trí ngăn cách giữa cái phần phòng bếp và cửa chính đây. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ tự nhiên, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Quý vị nào mà đang muốn tìm nhà gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì căn nhà này cách đó nó chỉ khoảng tầm 800m thôi, giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại theo cái trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, hoặc là cái đường Lê Văn Lương, hoặc là đường Đại lộ Thăng Long. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với căn nhà này thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, tầng 2 của ngôi nhà. Với cái phòng ngủ này thì chủ nhà cũng lắp rèm tặng cho mình này, có ban công thở mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đây, rất là đẹp, chỉnh chu, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ bình bệ á, ống chờ dây chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, với giá bán 2 tỷ 650 triệu quá là hợp lý cho một vị trí đến từ phường Dương Nội, quận Hà Đông. Với phòng ngủ thiết kế đồng thời là có phòng vệ sinh, thiết kế ở bên trong theo kiểu master mọi người ạ. Đây,
đầy đủ cho mình, bồn cầu, lavabo, hệ thống sen cây tắm. Đó, rất là hợp lý. Dọn đồ về và ở tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống hết nhau mọi người nhá. Sau đây mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là cái phần phòng ngủ ở phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Và tầng 4 cũng thế, như vậy với căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ riêng, phòng nào cũng dễ dàng kê đồ nội thất bởi vì nó rất là vuông mọi người ạ. Đây, rất là vuông vắn, sàn gỗ công nghiệp. Đó. Và đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Đầy đủ hết. Đầu chờ bình nóng lạnh này, bồn cầu, lavabo. Hợp lý cho quý vị về ở ngay. Và mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 5 nhá, bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2 và tầng 3 rồi. Mời người theo em lên tầng 5 xem tầng cuối cùng thiết kế ra sao. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Ở cái khu vực nói đang đứng ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình là một phòng thờ. Đó, cửa sổ thông thoáng. Với phần tầng 5, ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và phần còn lại đây, một sân phơi siêu rộng. Quý vị nào mà có thích trồng cây, trồng hoa thì cái sân phơi này đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cho quý vị rất là ok. Xung quanh dân cư đông đúc, nhà sát nhà. Nhưng thực tế cái vị trí cái căn nhà này ấy, thì ngõ của nó không thông cho nên là cũng khá là yên tĩnh mọi người nhá. Đó, với cái vị trí căn nhà này rất là yên tĩnh, đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Giá bán 2 tỷ 650 triệu đồng, diện tích sử dụng 30m², xây dựng 5 tầng 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ đều đầy đủ chi tiết. Và với số điện thoại ở trên màn hình 0983 013 403 0888 041 414 Ngọc Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.